Em chào các bác nhá. Ngày hôm nay em sẽ đánh 6 con dao bằng vòng bi. Đây là vòng bi Japan các bạn. Đây là của khách nhà em mang đến này, 2 chiếc vòng bi. Và gửi em đánh 6 con dao. Thì em mời các bác xem hết video của em nhá. Ở cuối video em sẽ test dao nhá. Em vừa hoàn thiện xong 6 con dao chất liệu thép vòng bi nha các bác nhá. Vòng bi Nhật đấy các bạn. Thì bây giờ em sẽ test dao nha các bác nhá. Bây giờ em sẽ test dao bằng cách cắt giấy. Rất là bén luôn các bạn. Đó. Cực kỳ bén nha. Cái nét cắt này
đường cắt rất là mịn luôn ấy. Rất là bén. Các bạn nhìn này, cái đường cắt của nó rất là mịn luôn này. Đây này, hiện tại thì một con dao thép vòng bi nhà em đang làm giá 200k các bác nhá. Một em như này là 200k này, tùy vào các loại nhé các bác nhé. Các bác làm to hơn thì giá nó sẽ cao hơn một tí. Thì em cảm ơn các bác đã xem hết video của em nhé. Em chào tất cả các bác nhé.